Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý cô tuổi Kỷ Tỵ. Chúc các quý cô có một năm bình an, vui vẻ, xinh đẹp, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng trong năm 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn, tử vi từng tháng trong năm 2023, mời các quý cô cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Kỷ Tỵ 1989, tròn 35 tuổi, năm này quý cô không phạm hạn thái tuế, nhưng vẫn không tránh khỏi sự đả kích của các hung tinh, làm cho vận may của bạn bị giảm sút. Tuy nhiên, năm 2023 quý cô tuổi Kỷ Tỵ sẽ có vận trình sự nghiệp tương đối tốt nhờ sự trợ giúp của sao Thiên Đức chiếu mệnh, giúp cho sự nghiệp được hanh thông, cũng có cơ hội gia tăng tài lộc cho mình. Mặc dù vận may trong năm này của quý cô tuổi Kỷ Tỵ có phần kém hơn, nhưng bạn có thể làm việc chăm chỉ và cố gắng sử dụng thành tựu sự nghiệp của mình để thúc đẩy sự phát triển của các vận may khác. Trong năm có các hung tinh, Giác Tú, Thiên Khóc, Địa tang, làm cho quý cô cũng gặp nhiều rắc rối trong các mối quan hệ làm ăn, nếu không khéo léo sẽ gặp phải nhiều rắc rối về giấy tờ, tranh chấp, kiện tụng, sức khỏe trong năm cũng có phần yếu kém. Năm này, quý cô tuổi Kỷ Tỵ nên chuẩn bị tinh thần để tránh gặp họa vào thân. Đồng thời, ở nơi làm việc cũng như trong cuộc sống, bạn nên tiết chế hết mức có thể, hạn chế tranh chấp, mâu thuẫn với người khác mà mình là người phải chịu nhiều thua thiệt. Bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng là 35 tuổi âm lịch và 34 tuổi dương lịch. Xét về thiên can và địa chi. Tuổi Đinh Tỵ nữ mạng thuộc mệnh Mộc gặp năm 2023, mệnh Kim Bạch Kim, tương khắc, xấu. Thiên can, Kỷ gặp năm Quý, tương khắc, xấu. Địa chi, Tỵ gặp năm Mão, bình hòa. Sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Vận hạn, hạn thiên la. Khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, nữ mạng năm 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, quý cô sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, năm nay tuổi của quý cô là nhị nghi, không phạm hoang ốc. Nhị nghi, sau nhất cát là nhị nghi, là một trong 3 cung tốt của 6 cung hoang ốc. Xây nhà trong năm này sẽ mang đến sự giàu có, hưng thịnh cho cả gia đình. Tuổi kim lâu năm 2023, quý cô phạm kim lâu xúc. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ gặp ảnh hưởng liên quan tới chăn nuôi, trồng trọt. Kim lâu là những năm xấu, gây bất lợi cho những mưu tính công việc, đặc biệt là những việc trọng đại như cưới hỏi, xây dựng nhà cửa hay làm ăn. Nếu như cố tình làm những công việc trọng đại trong tuổi kim lâu thì sẽ liên tiếp gặp những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Thái tuế năm 2023, quý cô không phạm hạn thái tuế. Vận trình cát hung của tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023. Hung tinh. Năm nay không phạm hạn thái tuế, nhưng quý cô bị hung tinh, Giác Tú, Thiên Khóc, Địa tang quấy nhiễu, gây nhiều khó khăn trong vận trình của mình. Cát tinh. Trong năm bạn có cát tinh Thiên Đức hỗ trợ, dù vận trình tổng thể khá tệ nhưng nhờ cát tinh này nên sự nghiệp và tiền bạc của quý cô tuổi này lại có phần được tốt đẹp. Với quý cô tuổi Kỷ Tỵ 1989, trong năm 2023 có sao Thiên Đức là cát tinh, nhưng vì ham muốn phấn đấu không được mạnh mẽ, cho nên đôi khi có thể mắc phải sai lầm trong sự nghiệp, phát triển có phần chậm chạp. Lời khuyên cho quý cô tuổi Kỷ Tỵ là lấy sự chăm chỉ là chìa khóa phá vỡ sự can thiệp của các sao xấu và đảo ngược sự đen đủi, tự tạo ra vận may cho mình. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023. Trong năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Kỷ Tỵ 1989, có vận trình sự nghiệp tương đối suôn sẻ. Với sự trợ giúp của Thiên Đức cát tinh, những người tuổi Tỵ sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn trong năm nay, có khả năng phát triển và thăng tiến. Những người làm công ăn lương, viên chức, công chức có con đường công danh vững vàng hơn, được cấp trên đề bạt và tín nhiệm, giao cho nhiều trọng trách quan trọng để thể hiện năng lực của bản thân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên khốc, bạn tỏ ra tương đối thờ ơ, không biết nắm bắt cơ hội, cũng như là nhờ sự trợ giúp của quý nhân, cho nên bỏ lỡ nhiều cơ hội trôi qua đáng tiếc. Lại thêm hung tinh Giác Tú, làm cho quý cô gặp không ít rắc rối liên quan đến giấy tờ và các mối quan hệ xã giao. Vì vậy, quý cô nên điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, đặc biệt là trong sự nghiệp và mối quan hệ xã hội, ngoài sự chăm chỉ làm việc thì nên cẩn thận các giấy tờ, điều khoản hợp đồng, chú ý đến lời nói và hành động của mình, để sớm gặt hái được thành công. Thầy Gia Cát khuyên các quý cô tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý cô, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý cô, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023. Trong năm Quý Mão 2023, về phương diện tài lộc của quý cô tuổi Kỷ Tỵ ở mức trung bình. Tuy trong năm gặp khá nhiều hung tinh, nhưng theo tử vi thì vận số không có điểm báo nào ảnh hưởng nhiều đến vận trình tài lộc của bạn. Và năm này, do bị các sao xấu can thiệp quá nhiều nên quý cô không có ham muốn kiếm tiền, dù có cố gắng nhiều nhưng tiền bạc không được mấy dư dã, điều này làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và nản chí. Trong năm này bạn có thể nhờ vào sự thăng tiến của sự nghiệp mà gia tăng thu nhập cho mình. Nguồn thu nhập của quý cô tuổi Kỷ Tỵ trong năm này chủ yếu là thông qua công việc chính, công việc nghề tay trái, việc bên ngoài cũng cho thu nhập nhưng không nhiều. Những người làm công ăn lương, công việc tiến triển có phần thuận lợi hơn, kèm theo đó là thu nhập khá ổn định. Vận tài lộc của quý cô tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2023, về cơ bản cũng có tiến triển, và số tiền kiếm được chỉ được xem như là tốt hơn so với năm trước đây, dù có kiếm được tiền nhưng khó tích lũy, cũng dễ phải chi tiêu cho những việc phát sinh ngoài ý muốn. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023. Đối với quý cô tuổi Kỷ Tỵ trong năm này có vận trình tình cảm không được mấy tốt đẹp. Ảnh hưởng bởi thiên khóc và giác tú nên tình cảm của quý cô có sự sa sút, gia đạo lẫn tình duyên đều u ám, hầu hết những người tuổi Tỵ đều tương đối thờ ơ trong chuyện tình cảm. Trong năm nay, vận tình cảm của người tuổi Kỷ Tỵ có phần suy yếu, tình duyên nhiều gập ghềnh, mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình khá yếu ớt và xa cách, kể cả những người thân yêu đã từng gắn bó với bạn trong quá khứ cũng không mặn mà, mặc dù không có mâu thuẫn nào xảy ra. Trong tình yêu, thiên khóc khiến tính khí của quý cô tuổi Kỷ Tỵ trở nên vô cùng lạnh lùng, vận trình tình duyên ảm đạm, khó tìm được người phù hợp với mình. Thầy Gia Cát khuyên trong thời gian này, quý cô tuổi Kỷ Tỵ hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, năng lực của tam hợp khí sẽ giúp quý cô đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm và hạnh phúc hơn. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho gia chủ. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023. Trong năm Quý Mão 2023, đối với quý cô tuổi Kỷ Tỵ có vận trình sức khỏe cũng không được mấy khả quan. Hung tinh địa tang xuất hiện là nguyên nhân chính khiến sức khỏe của quý cô không được tốt cho lắm, thường xuyên có dấu hiệu ốm bệnh. Không những vậy, dưới sự tấn công của các hung tinh khác cũng đe dọa đến sự an toàn của bạn trong năm nay thêm phần đáng lo ngại hơn, nhiều người tuổi này thường gặp xui xẻo hoặc tai nạn thương tích xảy ra. Vì vậy, trong năm Quý Mão này, quý cô tuổi Kỷ Tỵ phải tăng cường đề phòng, cảnh giác bảo vệ an toàn cho bản thân, đồng thời nên nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe nhiều hơn. Bạn nào lái xe có thể treo bùa bình an trên xe, như một vật trang trí và mang lại nhiều may mắn cho xe và gia chủ, mang ý nghĩa cầu cho cả năm an khang thịnh vượng. Ngày giờ xuất hành tốt cho tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023. Quý cô tuổi Kỷ Tỵ nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Xuất hành theo những giờ, ngày và tháng kể trên chắc chắn bạn sẽ có nhiều thành công. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Kỷ Tỵ, nữ mạng. Giờ Canh Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Kỷ Tỵ, nữ mạng. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Kỷ Tỵ, nữ mạng. 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Kỷ Tỵ, nữ mạng. Xuất hành theo hướng chính Nam, để đón nhiều tin vui, may mắn. Xuất hành theo hướng chính Tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ Mạng, trong năm Quý Mão 2023, là tuổi Tân Dậu 1981 nam mệnh. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, bình hòa tốt. Thiên can, bình hòa tốt. Địa chi, tương sinh, rất tốt. Cung sinh khí, mệnh của năm bình hòa, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ Mạng, trong năm Quý Mão 2023, cũng có thể chọn tuổi Giáp Thìn 1964 để xông đất. Trong năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Kỷ Tỵ cần phải đặc biệt chú ý đến hạn thiên la và sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sự tác động của hạn thiên la đối với quý cô tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2023. Nhắc đến hạn thiên la, ông bà xưa có câu thơ sau. Thiên la bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Hạn thiên la thường chủ về tình cảm và tâm lý, cụ thể như sau. Về tình cảm, thiên la được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục. Ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Về tâm lý, khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Có 3 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn thiên la đối với quý cô tuổi Kỷ Tỵ trong năm Quý Mão 2023. Thứ nhất, sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức, những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Song đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, cà phê. Thứ hai, tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Nhất là tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau. Quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Thứ ba, tâm lý, để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái. Sự tác động của sao Thái Bạch đối với quý cô tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2023. Sao Thái Bạch là một trong hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Gặp phải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh thường hao tốn tiền bạc tài sản lớn, gặp tiểu nhân, kẻ xấu hãm hại, nhiều vướng mắc, rắc rối với luật pháp. Cần kiêng kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sao này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi kim tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim tinh còn được gọi là chiều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Khuyên những người gặp hạn này nên tu thân thích đức, sống hiếu thảo với cha mẹ, kính trên nhường dưới, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khó khăn cơ nhỡ, tật nguyền. Bên cạnh việc hóa giải vận hạn bằng cách tu dưỡng bản thân thì dưới góc độ tâm linh nhiều người làm lễ dâng sao giải hạn để mong muốn, hy vọng tạo nên sự an tâm, có niềm tin, lạc quan vui vẻ hơn trong cuộc sống, trước là bình an mạnh khỏe, sau là được hanh thông cát lợi. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch của tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng, trong năm 2023, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch năm 2023, đối với tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng. Về vận trình tài lộc của quý cô tuổi Kỷ Tỵ, trong tháng này khá tốt. Tháng Giêng, tâm trạng vui vẻ, háo hức đón Tết Nguyên đán. Hầu hết các bạn tuổi này đều có nhiệt huyết tương đối cao, bạn rất vui khi nhìn ra được nhiều vấn đề trong cuộc sống, hăng hái làm việc nên nhận được thưởng đầu năm sẽ rủng rỉnh. Tuy nhiên, quý cô đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải quan tâm tới sức khỏe, khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn, trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn, chính vì vậy mà quý cô cần phải cẩn trọng nhiều hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2023, đối với tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng. Quý cô tuổi Kỷ Tỵ, có tình duyên không mấy tốt đẹp trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, tính khí của bạn thay đổi mạnh mẽ, bạn tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn, tự xem mình là trung tâm của vũ trụ nên khó được lòng mọi người xung quanh. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của giác tú cũng sẽ mang đến quý cô tuổi Kỷ Tỵ gặp rất nhiều phiền phức, khiến quý cô gặp nhiều xui xẻo, đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Vì vậy, khuyên quý cô tuổi Kỷ Tỵ nên ý thức hơn về sức mạnh của hung tinh, cần chú ý, cẩn thận hơn trong tháng này. Ngoài ra, quý cô cũng cần chú ý những vấn đề liên quan tới tiền bạc, không nên cho vay mượn về tiền bạc, rất dễ xảy ra cãi vã, gặp rắc rối. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2023, đối với tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch vận trình tài lộc của quý cô tuổi Kỷ Tỵ ở mức trung bình. Nhìn chung, xét về mặt tài lộc thì tương đối ổn định. Nhưng về phần của cải tích lũy thì khá ít, do kinh nghiệm quản lý tài chính chưa đủ hoặc triển vọng đầu tư đang còn thấp kém. Quý cô tuổi này nên dành nhiều thời gian cho việc nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công việc, cũng như có kế hoạch về quản lý tài chính tốt hơn, tránh tình trạng thu không đủ chi. Vận trình tháng 4 âm lịch năm 2023, đối với tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng. Quý cô tuổi Kỷ Tỵ trong tháng này, do bị ảnh hưởng bởi thiên khóc, địa tang, làm cho một số người sẽ nhận được tin trong họ hàng có tang tóc hoặc tin xấu xung quanh mình trong tháng này, kết quả là bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực, gặp chuyện buồn phiền. Tháng này trông bạn rất suy sụp và thiếu tinh thần chiến đấu, tài lộc cũng vì thế mà sa sút. Quý cô nên chú ý điều chỉnh tâm lý trong tháng này, đừng buồn phiền quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân do năng lượng tiêu cực quá lớn, điều này làm cho vận trình tài lộc của quý cô cũng phủ màu ảm đạm. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2023, đối với tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng. Tháng này, do chịu ảnh hưởng của thiên khốc và những chuyện buồn phiền trong tháng trước, nên bạn cũng rất lạnh lùng, ít ham muốn chuyện yêu đương và không muốn thoát ra khỏi cảnh độc thân, dù có nhân duyên đến nhưng bạn cũng không muốn mở lòng để đón nhận. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến bạn, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình, do bạn đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới. Vận trình tháng 6 âm lịch năm 2023, đối với tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch này, quý cô tuổi Kỷ Tỵ, được dự báo, công việc đã đi vào ổn định. Bạn nên tập trung vào công việc nhiều hơn, để quên đi sự muộn phiền, điều này cũng giúp cho bạn tạo được niềm vui và gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Quý cô tuổi Kỷ Tỵ trong tháng này kinh tế có dấu hiệu phát triển, kinh doanh, buôn bán có phần thuận lợi, tuy nhiên tiền bạc cũng chưa có được sự dư dả nhiều, bạn cần phải nỗ lực hơn nữa. Ngoài ra quý cô cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé. Bước sang tháng 7 âm lịch năm 2023, đối với tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng. Trong tháng 7 âm lịch này, về vận trình sự nghiệp của quý cô Kỷ Tỵ có phần khởi sắc. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, cơ hội việc làm của bạn sẽ được nâng cao, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Chỉ là sự nhiệt tình trong công việc của bạn không cao lắm, cũng chưa biết nắm bắt cơ hội, thì chỉ là sự phát triển tầm thường. Vì vậy, quý cô nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc, có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế trong sự nghiệp và phát triển hơn nữa. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2023, đối với tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng. Tháng 8 âm lịch, đối với quý cô tuổi Kỷ Tỵ có vận trình tương đối tốt, ngũ hành tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu, phù trợ, sẽ mang đến cho bạn nhiều năng lượng tích cực để thực hiện các dự định của mình. Tháng này, đối với những ai đang có ý định quản lý lại tiền bạc thì cũng nên thử xem, nếu làm được thì hãy làm ngay trong tháng này nhé. Nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu, bạn có thể thu được rất nhiều lợi nhuận. Kinh doanh buôn bán gặp nhiều thuận lợi, làm cho túi tiền của bạn không ngừng tăng lên. Về phương diện tình cảm cũng có sự khởi sắc, bạn có cơ hội gặp gỡ giao lưu mở rộng mối quan hệ xã giao, đối với những người độc thân có cơ hội gặp được một nửa của mình trong tháng này. Tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng, trong năm 2023. Bước sang tháng 9 âm lịch, quý cô tuổi Kỷ Tỵ lại bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, điều này làm cho quý cô trở nên lạnh lùng và sống tách biệt với xã hội. Đặc biệt là trong gia đình, bạn dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2023, đối với tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng. Tháng 10 âm lịch, vận trình công việc của quý cô tuổi Kỷ Tỵ có chút bận rộn. Quý cô phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Những người làm lãnh đạo sẽ có điểm bổ nhiệm lại chức trách, có xáo trộn trong cơ quan, đào tạo nhân viên mới, đầu tháng tương đối khó khăn. Tháng này tài lộc của quý cô tuổi Kỷ Tỵ có chút giảm sút, tuy vẫn có thu, nhưng có nhiều việc cần phải chi tiêu ngoài ý muốn. Ngoài ra tháng này quý cô cũng nên chú ý làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, kiệt sức lại ốm bệnh. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2023, đối với tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng. Quý cô tuổi Kỷ Tỵ trong tháng này lại không bị ảnh hưởng nhiều bởi hung tinh, cho nên tình hình sức khỏe tương đối lạc quan. Quý cô có được sự năng động, tinh thần rất sung mãn, trông tràn đầy năng lượng sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc cuối năm. Vận trình của quý cô sẽ có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của cát tinh. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, có được sự lạc quan. Nhìn chung, trong tháng này quý cô Kỷ Tỵ có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho quý cô có được nhiều niềm vui và an tâm hơn phần nào về tài chính hiện tại của mình. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2023, đối với tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng. Về phương diện tài lộc của quý cô tuổi Kỷ Tỵ trong tháng này tương đối tốt. Mặc dù tháng này là tháng cuối năm, tương đối bận rộn, nhưng tình hình có vẻ tương đối suôn sẻ. Những người làm kinh doanh, buôn bán, thì công việc diễn ra thuận lợi, hàng hóa tấp nập, điều này giúp cho quý cô có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc, đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp Tết Giáp Thìn sắp tới. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Trên đây là tử vi tuổi Kỷ Tỵ, nữ mạng, năm 2023. Hy vọng quý độc giả nói chung và quý cô tuổi Kỷ Tỵ nói riêng, có thể hình dung được về tình hình của mình trong năm tới và có được những quyết định chính xác cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.